Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị cãi rồ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Mấy ngày nay thì cõi mạng Việt Nam bỗng nhiên xôn xao với thông tin về một kho báu trị giá khoảng 673.000 tỷ đồng được chôn giấu ngoài biển của một nữ đại gia bất động sản. Nhiều nam thanh nữ tú đang trong tình trạng viêm mảng túi kinh niên đã lên kế hoạch dong thuyền ra khơi để tìm kiếm kho báu này. Một vài kênh mạng xã hội thì đưa ra những tính toán rất trực quan cụ thể về sự khổng lồ của số tiền. Chẳng hạn như nếu mỗi ngày bạn dùng 50.000 đồng để ăn phở, thì bạn sẽ phải mất đến gần 37 triệu năm để có thể dùng hết số tiền trên. Hoặc nếu bạn tiêu song sanh đến 1 triệu đồng mỗi ngày thì cũng phải hơn 1,8 triệu năm, số tiền đó mới cạn. Dino Man thì rất sợ nước nên chắc chắn sẽ không dám nghĩ đến việc dong thuyền ra khơi để tìm kho báu 673.000 tỷ đồng, nhưng lại rất thích thú với câu hỏi, làm gì để tiêu hết số tiền đó nhanh nhất? Trùng hợp thay là bạn Nguyễn Hữu Hưng trên group Nghiện Khủng Long đã có một gợi ý rất hay và cũng rất thú vị, đó chính là xây một công viên khủng long. Chẳng lẽ xây công viên khủng long như Jurassic Park lại tốn kém đến thế sao? Chúng ta hãy cùng xem thử sau khi xây một công viên khủng long như Jurassic Park xong thì 673.000 tỷ đồng còn lại bao nhiêu nha. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trước tiên, chúng ta hãy cùng làm rõ với nhau rằng việc xây dựng một công viên khủng long như Jurassic Park hay Jurassic World với những con khủng long bằng xương bằng thịt biết chạy lăng quăng và biết ăn thịt khách tham quan mỗi khi sóng chuông cho đến nay vẫn là một điều bất khả thi. Các chất liệu di truyền tan rã hoàn toàn sau vài triệu năm và chúng ta không thể chiết xuất chúng từ máu đã hút trong bụng những con muỗi cổ đại bị kẹt trong hổ phách. Mà thật ra thì chúng ta cũng chưa tìm thấy con muỗi hút máu nào đến từ thời đại khủng long cả. Tất nhiên là con người vẫn chưa bao giờ thôi ước mơ hồi sinh khủng long như những gì chúng ta đã biết về dự án Chickenosaurus của tiến sĩ Jack Horner. Tuy nhiên về cơ bản thì dự án này chỉ là can thiệp gen để khiến một con gà mang những đặc điểm của khủng long phi điểu như miệng có răng thay cho mỏ, chi chưa có cấu tạo đầy đủ thay cho cánh và chiếc đuôi dài. Điều đó cách rất xa việc mang những T-Rex, Triceratops hay Spinosaurus trở lại. Ở đây, chúng ta hãy giả sử khoa học và công nghệ đương thời cho phép chúng ta hồi sinh khủng long như những phiên bản chính xác của chúng thời tiền sử. Và để kiếm lời từ những thành tựu khoa học phi thường này, bạn quyết định xây một công viên có quy mô khổng lồ để kinh doanh. Số tiền cần phải bỏ ra cho dự án này là bao nhiêu? Liệu kho báu trị giá 673.000 tỷ có đủ? Trong công viên kỷ Jura cũng như thế giới kỷ Jura, chúng ta thấy rằng các doanh nhân và nhà tài phiệt đứng sau đã xây nên một kỳ quan công viên giải trí trên một hòn đảo xanh tốt với một tòa nhà trung tâm dành cho khách tham quan nơi họ trưng bày hóa thạch của khủng long. Phía sau tòa nhà này chính là công viên, được bao bọc bởi một lớp hàng rào điện 10.000 V, nơi mà các tài sản của công viên sinh sống, tức là khủng long và các loài động vật tiền sử khác, từ rực long, thương long cho đến Dimetrodon. Bạn có thể tiếp cận với hòn đảo này bằng cách đi trực thăng hoặc đi du thuyền và xuống bến tại bến tàu phía bắc. Ngoài ra thì họ còn mua thêm một hòn đảo khác rộng hơn để phục vụ việc nghiên cứu và nhân bản khủng long, nuôi dưỡng chúng trước khi chuyển chúng đến công viên. Việc xây dựng một công viên như thế cũng như hồi sinh khủng long và các động vật tiền sử khác đương nhiên không hề rẻ. Chi phí đầu tiên và cũng đòi hỏi nhiều tiền đâu nhất về cơ bản vẫn là đất. Bạn có 673.000 tỷ đồng trong tay, tương đương 26 tỷ 441 triệu đô la, thì ngay lập tức số tiền này sẽ bốc hơi 10 tỷ đô la nếu bạn mua hai hòn đảo Costa Rica để phục vụ việc xây dựng công viên, theo tiết lộ của trang web Screen Grant, dựa trên giá bất động sản được đăng tải trên các trang web của Costa Rica. Nếu bạn muốn xây công viên ở Việt Nam, chi phí để mua đảo thậm chí còn cao hơn bởi nước ta hầu như không có hòn đảo nào thỏa tiêu chí hoang vu vắng vẻ như Isla Nublar và Isla Sorna, vốn là những hòn đảo hư cấu trong tiểu thuyết. Về diện tích thì Isla Nublar có diện tích khá tương đồng với Côn Đảo, 77 km2 so với 76 km2. Tuy nhiên, nếu bạn muốn diện tích tương đồng với cả Isla Nublar và Isla Sorna cộng lại, trong đó Isla Sorna rộng 432,5 km2, thì lựa chọn duy nhất của bạn sẽ là mua lại cả Phú Quốc. Và Phú Quốc thì bây giờ đất có chủ và cũng đông đúc lắm rồi, nên 10 tỷ đô la sẽ khó mà đủ. Một vấn đề nữa nếu bạn muốn xây công viên khủng long ở Việt Nam hay bất kỳ nước nào, đó là phải xem liệu chính phủ có muốn can thiệp nhiều vào công việc của bạn hay không. Sở dĩ John Hammond chọn hai hòn đảo Costa Rica là bởi chính quyền nước này sẵn sàng bán các hòn đảo với số tiền lớn mà không can thiệp vào các vấn đề như sự tồn tại của khủng long, điều kiện nuôi nhốt hay các công nghệ mới, chiến lược mới được sử dụng để chỉnh sửa gen và nhân bản vô tính khủng long. Ông ta muốn tạo ra một hòn đảo mà mình là người đặt ra luật, không ai có thể bảo ông ta phải làm gì. Ở Việt Nam thì mình nghĩ điều này cũng gần như là bất khả thi. Nói chung,
Chi phí để mua đảo với diện tích đủ đáp ứng cho cơ sở hạ tầng công viên có thể tạm cho là sẽ tiêu tốn của bạn ít nhất khoảng 10 tỷ đô la, có thể nhiều hơn tùy thuộc vào địa điểm và pháp luật của quốc gia nơi bạn dự định mua đảo. Bạn có thể cắt giảm chi phí này bằng cách thuê đảo, nhưng chắc chắn là sẽ không được tự do như khi sở hữu chính chủ. À mà lưu ý thêm một điều nha, nhớ kiểm tra tình trạng của núi lửa trên đảo nếu có. Bạn không thể ném hàng chục tỷ đô vào một hòn đảo chỉ để một thời gian sau nó bị nhấn chìm xuống biển bởi hoạt động của núi lửa giống như những gì đã xảy ra trong Jurassic World: Fallen Kingdom. Chi phí tiếp theo cần được tính đến là tốn bao nhiêu để có thể hồi sinh và nhân giống đáp khủng long bạn dự định đặt vào công viên. Theo New York Times, một công ty công nghệ sinh học ở Mỹ là BioArts sẽ tính phí 150.000 đô la để giúp bạn nhân bản con chó. Nếu áp dụng mức phí này cho một công viên mới khoảng 50 con khủng long, bạn sẽ tiêu tốn khoảng 7 triệu rưỡi đô la. Quá trình khai thác hổ phách, chiết xuất ADN từ muỗi trong hổ phách cũng sẽ tiêu tốn số tiền khổng lồ, ước chừng khoảng 15 đến 20 triệu đô la, chưa kể nguồn vốn dành cho con người. Tiếp theo, chi phí xây dựng và vận hành. Theo Fandango Movie Clips, chi phí để xây dựng các công viên chủ đề lớn nhất thế giới hiện nay có thể lên đến 1,5 tỷ đô la. Do đó, công viên khủng long của bạn cũng sẽ tiêu tốn số tiền tương tự nếu không muốn nói là tốn hơn. Fandango Movie Clips cũng tính toán rằng chi phí vận hành hàng năm của Jurassic Park sẽ lên tới 11,7 tỷ đô la mỗi năm dựa trên các chi phí vận hành công viên chủ đề của Disney trên toàn thế giới. Chi phí thức ăn và chăm sóc đám khủng long cũng như động vật tiền sử của bạn sẽ tiêu tốn thêm khoảng 300 triệu đô la mỗi năm nữa, vị chi là khoảng 12 tỷ đô la ra đi trong một năm. Về nhân sự để nghiên cứu và vận hành công viên, từ các nhà khoa học cho đến nhân viên dọn vệ sinh, bạn cũng sẽ phải chi trả mức lương khá hậu hĩnh cho họ. Mỗi năm, các chuyên gia về gen sẽ tiêu tốn của bạn khoảng 200.000 đô la. Các nhà cổ sinh học chuyên về khủng long là 80.000 đô la. Các chuyên gia chăm sóc động vật 64.000 đô la. Kỹ sư công nghệ thông tin 154.000 đô la. Và đội ngũ luật sư để dàn xếp các vụ kiện tụng khi có sự cố xảy ra hoặc các khiếu kiện liên quan đến quyền động vật 300.000 đô la mỗi năm. Tính tổng cộng thì bạn có thể tiêu tốn khoảng 8 đến 10 triệu đô la mỗi năm cho đội ngũ nhân sự hùng hậu này. Cộng lại tất cả các chi phí ở trên, bạn sẽ tiêu tốn khoảng 23 tỷ rưỡi đô la để xây dựng và vận hành một công viên như Jurassic Park hay Jurassic World nếu công nghệ cho phép bạn hồi sinh và nhân giống được khủng long. Trong đó, chi phí vận hành của năm đầu tiên cũng như mỗi năm sau đó sẽ chiếm gần một nửa, tương đương 12 tỷ đô la. Để công viên có thể bù đắp lại chi phí vận hành hàng năm và hòa vốn sau 10 năm, bạn sẽ phải kiếm mỗi năm ít nhất 14 tỷ đô la từ việc kinh doanh dịch vụ tham quan, lưu trú và bán đồ lưu niệm. Do đó, mức giá vé để tham quan cũng sẽ không hề rẻ, trừ tính vé máy bay và một số chi phí liên quan khác. Để tối ưu hóa lợi nhuận thì công viên có thể chia thành nhiều hạng vé khác nhau, nhưng chí ít là bạn cũng phải bỏ ra vài nghìn đô la mỗi người để có thể ngắm nhìn những con khủng long bằng xương bằng thịt và tận hưởng thời gian trên đảo trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 ngày. Nếu muốn ở lại lâu hơn và tận hưởng dịch vụ cao cấp hơn, bạn có thể phải trả đến hàng chục nghìn đô la. Giả sử giá vé trung bình là 5.000 cho đến 10.000 đô la, mỗi năm công viên cần phải thu hút khoảng 1,4 cho đến 2,8 triệu lượt khách mới đạt được mức doanh thu hòa vốn sau 10 năm, một con số cũng tương đối thực tế, bởi một công viên Disneyland có thể đón đến hơn 10 triệu lượt khách mỗi năm rồi. Vấn đề còn lại, làm sao để khủng long đừng sống chuồng như trong phim? Trong cả hai trilogy thì chúng ta thấy rằng cốt truyện dường như lặp lại khi sai lầm của con người để những con khủng long sống chuồng và bắt đầu gây ra những thiệt hại nặng nề. Bạn sẽ không thể vận hành công viên quá một năm với những sự cố như thế. Điều ngạc nhiên là bạn hoàn toàn có thể hạn chế nguy cơ xảy ra những sự cố tương tự về gần bằng không với các biện pháp cơ bản của sở thú hiện đại, chẳng như thay vì dùng rào điện thì hãy xây những khu vực nuôi nhốt với tầng cao bằng bê tông và ao sâu để không con gì có thể trèo ra ngoài được. Và cũng đừng xây những cái cổng to bằng con khủng long khi bạn không có ý định để chúng thoát ra ngoài qua đường cổng. Như vậy, với 673.000 tỷ tương đương 26 tỷ 441 triệu đô la, sau khi xây xong công viên và trả chi phí vận hành cho năm đầu tiên, bạn sẽ chỉ còn lại 2 tỷ 941 triệu đô, tương đương khoảng 75.000 tỷ đồng. Nói chung là vẫn còn khá sung sanh để bạn ăn chơi phè phỡn và chờ ngày về vốn từ công viên khủng long của mình nếu không có vấn đề gì lớn xảy ra. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi những video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.